Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay: công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Bắc Hà; những kết quả nổi bật sau 10 năm Lào Cai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng khu vực đỉnh Phan Xipang là di tích danh lam thắng cảnh của tỉnh; 32 nải ngựa sẵn sàng cho vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà diễn ra vào sáng mai. Tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu chủ tịch mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, hôm nay mùng 7 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có việc thực hiện quy định tại nghị quyết số 91 năm 2023 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và nghị quyết số 94 năm 2019 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Sáng nay, mùng 7 tháng 6 tại huyện Bắc Hà đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định số 862 ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Trần Xuân Thảo, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026. Trao quyết định cho đồng chí Trần Xuân Thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Văn Cải chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ. Đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Xuân Thảo tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện chương trình tiếp xúc trước kỳ họp thứ 20, sáng nay mùng 7 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thị xã Sapa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phường Cầu Vây và các xã Tả Van, Mường Hoa, Bản Hồ về chuyên đề cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Tại hội nghị tiếp xúc đã có 18 ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến cơ chế chính sách, định hướng phát triển du lịch cộng đồng, những tồn đọng vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng. Cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu hướng dẫn, thống nhất số lượng thành lập đội văn nghệ xã, phường, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ vay vốn phát triển du lịch cộng đồng theo nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri cũng mong muốn nhà nước hỗ trợ sửa chữa, làm mới một số tuyến đường đến các điểm du lịch cộng đồng, tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân nằm trong khu vực đất trồng chéo với rừng phòng hộ. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thị xã Sapa tiếp thu, đồng thời đề nghị các ngành, chính quyền địa phương liên quan khẩn trương xem xét, chỉ đạo sớm khắc phục với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương. Với ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trên, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. ,39 lượt đối tượng chính sách được vay vốn, 71.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, trên 3.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn, thu hút tạo việc làm cho trên 46.000 lao động, trên 80.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những con số nổi bật sau 10 năm Lào Cai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện chỉ thị số 40 cùng với nguồn vốn của Trung ương, tỉnh cũng ưu tiên bố trí vốn đối ứng với cách làm bài bản, tạo bước chuyển tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong đó, nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch là minh chứng cụ thể. Đưa bản sắc văn hóa trở thành sản phẩm du lịch, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên đang thành công trong phát triển du lịch cộng đồng. Điều đáng nói là từ nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch, các hộ dân có thể được vay tối đa 200 triệu đồng để sửa chữa, cải tạo nhà sàn, phát triển nghề truyền thống. Nhờ đó, những hộ như gia đình ông Hoàng Văn Nha đã có thu nhập ổn định từ việc đón khách du lịch. Cái vay vốn này là rất là phù hợp để làm sử dụng đúng mục đích. Và qua cái được nhà nước hỗ trợ thì gia đình cảm thấy rất là có hiệu quả. Thế vận động bà con là cũng làm homestay, khách đến thì mình thu nhập, tức là hàng ngày mình được thu nhập là về đồng tiền để nó sẽ khang trang và khá giả hơn. Đối với cái nguồn vốn nghị quyết 06 thì người dân đã được tiếp cận để chỉnh trang rồi di tu, sửa chữa nhà cửa để duy trì cái nhà sàn truyền thống, góp phần nâng cao cái mức thu nhập của bà con nhân dân thực hiện các cái dịch vụ homestay này. Triển khai nghị quyết 06, Lào Cai dành trên 30 tỷ đồng hỗ trợ 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển du lịch cộng đồng. Không chỉ tạo sinh kế, nguồn vốn này còn góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đơn cử như tại huyện Bắc Hà, với 5 đội văn nghệ dân gian hoạt động tại các điểm du lịch. Theo nghị quyết 06, mỗi đội được hỗ trợ 100 triệu đồng một năm để duy trì, đa dạng hình thức sinh hoạt, phát triển thành viên mới, truyền dạy văn hóa, văn nghệ cho thế hệ trẻ. Giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống làm tiền đề để phát triển du lịch. Nghị quyết 06 đã thực sự là có hiệu quả. Câu lạc bộ mà đã được thành lập thì đã phát huy tốt tại các điểm mà du lịch, đặc biệt là trên chợ đêm, sân khấu chợ đêm và các tuyến phố đi bộ. Nghị quyết 06 chỉ là một trong nhiều chính sách mà Lào Cai đã ban hành và triển khai nhằm hiện thực hóa chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Theo đó, 10 năm qua, tỉnh đã dành 366 tỷ đồng ủy thác qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các nghị quyết chính sách. Từ đó góp phần đẩy nhanh lộ trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Sau 10 năm triển khai chỉ thị 40 của Ban Bí thư, dư nợ tín dụng qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội của Lào Cai đạt 4.576 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2014. Trong đó, nguồn vốn đối ứng của tỉnh tăng 22 lần, chiếm 8% tổng dư nợ tín dụng. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là cách mà Lào Cai đang làm nhằm nâng cao chất lượng tín dụng để nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và địa phương thực sự tạo cú hích trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Cơ ngơi này, gia đình bà Hằng đã gây dựng những năm qua nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ban đầu chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay bà mở rộng quy mô thành trang trại, doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Chúng tôi tích cóp và cũng dần dần nên làm dần thôi, chứ còn đầu tư ồ ạt thì cũng không dám. Từ lúc nhà gỗ cho đến bây giờ thì mình cũng đã xây được nhà và làm thêm đầu tư được chuồng trại. Nhưng mà cũng nhờ cái nguồn vốn này mà người dân chăn nuôi rồi là cũng có hiệu quả và cũng thay đổi được cuộc sống. Mỗi năm, các địa phương dành hàng chục tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ cho vay. Đối tượng chủ yếu là nông dân. Được tiếp cận vốn vay ưu đãi, người dân không chỉ có điều kiện đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi, phát triển du lịch dịch vụ, mà các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cũng được thực hiện song hành, hướng đến giảm nghèo bền vững. Là 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có đủ điều kiện đều được tiếp cận và vay vốn ngân hàng trên xã hội. Từ khi cho vay có 9 đối tượng đến nay lên 17 đối tượng phục vụ. Đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo hàng năm bình quân của giai đoạn là từ 4 đến 5%. Nguồn vốn này chủ yếu tập trung và cho vay vào các dự án trọng tâm theo nghị quyết của tỉnh, của huyện. Ngày qua đó có rất là nhiều hộ đấy, đã từ hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tỉnh cũng chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, gắn với sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách. Trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, vai trò giám sát của các tổ chức chính trị xã hội để nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, nhiều giải pháp cũng đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai. Chủ động là thực hiện tốt cái việc huy động vốn
cũng như quản lý và sử dụng cái hiệu quả cái nguồn vốn, ứng dụng và cái mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng, thì tiếp tục phát triển các cái sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đem lại các tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tham mưu cho tỉnh ban hành được các cái cơ chế chính sách đặc thù đối với tín dụng chính sách trên địa bàn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đã đạt được mục tiêu mà chính phủ đặt ra là nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Quan trọng hơn là toàn xã hội đã tham gia vào công cuộc giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 201 km là tổng chiều dài của 71 dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến huyện, đường đến trung tâm xã, đường liên xã, có chiều rộng 6,5m đã hoàn thành từ đầu nhiệm kỳ đến nay trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh vẫn đang thi công 128 dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến huyện, đường đến trung tâm xã, đường liên xã với tổng chiều dài 511 km, tổng vốn gần 4.700 tỷ đồng. Tuy nhiên trong số này có 58 dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép gia hạn và 39 dự án dù vẫn còn thời gian hợp đồng nhưng tiến độ chậm. Lào Cai đang chuẩn bị đầu tư thêm 24 dự án, tổng nguồn vốn 1.062 tỷ đồng để nâng cấp cải tạo 181 km đường. Tỉnh đặt quyết tâm trong nhiệm kỳ này sẽ hoàn thành khoảng 1.600 km đường giao thông từ tuyến xã đến tuyến tỉnh có chiều rộng 6,5 m, thảm nhựa. Ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1396 quyết định xếp hạng khu vực đỉnh Phan Xipang là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Theo đó, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản khoanh vùng và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ khoa học di tích. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa xây dựng phương án bảo vệ, quản lý, tu bổ và sử dụng di tích danh lam thắng cảnh khu vực đỉnh Phan Xipang theo đúng quy định. Khu vực đỉnh Phan Xipang là khối núi cao nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn với độ cao 3.143 mét, hình thành cách đây khoảng 250 đến 260 triệu năm. Năm 1905, đoàn khảo sát người Pháp đã tổ chức thám hiểm và đặt mốc tiêu đầu tiên trên khu vực đỉnh Phan Xipang để thiết lập tọa độ của các điểm trắc địa trong khu vực. Từ đây, Phan Xipang trở thành địa điểm du lịch cho những người ưa thích phiêu lưu, mạo hiểm. Khu vực đỉnh Phan Xipang cũng trở thành thương hiệu du lịch Sapa, được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết đến và mong muốn chinh phục. Trải qua vòng đấu loại vào cuối tuần trước, 32 đại ngựa sẽ cùng tranh tài trong vòng bán kết và chung kết giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 17 diễn ra vào sáng mai 8 tháng 6. Tại vòng loại diễn ra vào ngày 2 tháng 6, 86 nài ngựa đến từ huyện Bắc Hà, Bát Sát, tỉnh Lào Cai và huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã tham gia tranh tài với cự ly 1.900 m. 32 nài ngựa có thời gian thi đấu ít nhất không phạm quy đã được lựa chọn vào vòng trong. Bắt đầu từ 8 giờ sáng mai ngày 8 tháng 6, vòng bán kết và chung kết giải đua ngựa sẽ diễn ra tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà. Vòng đua này có sự tham gia của 2 nài ngựa đến từ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, 7 nài ngựa huyện Bát Sát và 23 nài ngựa huyện Bắc Hà. Với cự ly 1.500 m, 32 nài ngựa sẽ được chia thành 6 lượt đua để chọn ra 16 nài ngựa vào vòng trong. Tiếp đó, 16 nài ngựa sẽ được chia thành 4 lượt đua để chọn ra 4 nài ngựa có thành tích tốt nhất cùng đua lượt chung kết. Nuôi gà thương phẩm với quy mô lớn đang được nhiều hộ dân ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên áp dụng khá thành công. Mô hình chăn nuôi này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ dân mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương. Mô hình của gia đình chị Hoàng Thị Hiếu, thôn Bản Lúc, xã Bảo Hà là một ví dụ. Có hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi gà thương phẩm, chị Hoàng Thị Hiếu nắm rõ đặc tính sinh trưởng phát triển trong từng giai đoạn của vật nuôi, thiết kế chuồng trại hợp lý, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn, vệ sinh phòng dịch và chăm sóc đúng cách nên đàn gà phát triển tốt. Trời nắng thì mình thả thoải mái, còn trời mưa thì mình phải đóng cửa chuồng lại. Còn trời nóng này thì mình lại phải nhiều phương pháp, mình lại còn phải dùng quạt từ nếu mà nóng thì từ 10 giờ cho đến tận coi như gần đến sáng mình xuống cho ăn mình tắt đi. Mỗi lứa gia đình chị Hiếu nuôi khoảng 3.000 con gà lương phượng, nguồn giống nhập từ một công ty uy tín ở Hải Phòng. Đây là giống gà từ Trung Quốc cho năng suất cao. Từ thành công của gia đình chị Hiếu, phong trào nuôi gà thương phẩm đã phát triển rộng tại xã Bảo Hà. Địa phương hiện có 28 trang trại vừa và nhỏ, trong đó 7 trang trại nuôi gà thương phẩm.
các hộ ở bản Liên Hà 6 và Liên Hải đã mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Gia đình nhà chị Hiếu hàng năm thu lợi nhuận nhất 150 triệu. Anh chị đã lan tỏa đến cả xã cùng đến học tập. Với giá bán buôn tại nhà cho thương lái bình quân là 90.000 đồng một kg, nhiều gia đình ở Bảo Hà có thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng một năm trở lên. Từ hiệu quả đạt được, địa phương khuyến khích bà con mở rộng quy mô nuôi gà thương phẩm hợp lý gắn với tiêu thụ sản phẩm. Xã đã chỉ đạo đối với lực lượng khuyến nông rồi là hội nông dân xã luôn luôn là đồng hành cùng bà con nhân dân để giúp cho bà con nhân dân phát triển kinh tế từ các cái mô hình chăn nuôi. Nuôi gà Lương Phượng ở Bảo Hà không chỉ giúp nông dân có thu nhập tốt mà còn thay đổi dần phương thức chăn nuôi, nâng cao giá trị kinh tế, đảm bảo môi trường nông thôn. Tiếp theo chương trình, Lâm Đồng giải cứu thành công 5 người mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết. Dùng tóc làm sạch nước và bờ biển ở Trị Đình. Hàng loạt các hoạt động tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 sẽ được tổ chức từ nay đến hết tháng 6. Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm nay là hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương, nhằm kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương, cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương. Hưởng ứng tinh thần này, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 6 là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn chủ đề trọng tâm của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2024 là quản lý, sử dụng bền vững không gian biển. Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng chính quyền địa phương vừa giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt chơi với giữa dòng nước sông Đồng Nai chảy xiết. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6, nhóm thanh niên gồm 8 người cùng ra sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh chơi và tắm. Khoảng 15 giờ 3 người trở về nhà. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, do thủy điện Đồng Nai 2 xả lũ, dòng nước lớn bất ngờ đổ về hạ lưu, khiến 5 người còn lại bị mắc kẹt ở tảng đá giữa sông Đồng Nai. Tình hình ngày càng nguy cấp khi nước dâng nhanh, nguy cơ nhấn chìm tảng đá nơi nhóm thanh niên mắc kẹt. Nhận được tin báo của chính quyền địa phương kết hợp với đề nghị thủy điện ngừng xả lũ, công an huyện Di Linh huy động cán bộ, chiến sĩ đến gần hiện trường, hướng dẫn các nạn nhân mắc kẹt di chuyển đến vị trí ở mỏm đá an toàn. Đồng thời giăng dây tiếp cận nhóm thanh niên bị mắc kẹt và đến 20 giờ đã giải cứu thành công, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn. Chuyển sang những thông tin quốc tế, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu cựu thủ tướng quốc gia Cameroon, ông Phile Mon Jang, làm chủ tịch mới. Ông Jang sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tại phiên họp thứ 79 vào tháng 9 tới. Chủ tịch Đại hội đồng đương nhiệm cho biết ông Phile Mon Jang từng là chủ tịch Ủy ban các nhân vật xuất sắc châu Phi của Liên minh châu Âu và luôn cam kết với các nguyên tắc hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người. Ông Jang luôn thể hiện cam kết với đối thoại, hợp tác và bao trùm những nguyên tắc thiết yếu cho công việc của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chủ đề và thông điệp chính của ông Jang tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới sẽ là sự thống nhất trong đa dạng, nhấn mạnh sự cần thiết của hành động tập thể để thúc đẩy hòa bình, đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ phẩm giá con người trên toàn cầu. Tổng thống Mỹ khẳng định vũ khí của Mỹ sẽ không được sử dụng để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ngỏ ý và đèn xanh cho Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden nêu rõ Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu 320 km trong lãnh thổ Nga và không cho phép tấn công vào Moscow cũng như Điện Kremlin. Ông Biden nhấn mạnh vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine chỉ để tấn công ngay bên kia biên giới. Tuyên bố này được Tổng thống Biden đưa ra tại Pháp, nơi ông đang tham dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy trong chiến tranh thế giới thứ hai.
Cùng ngày, Tổng thống Pháp tuyên bố Pháp sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine và huấn luyện phi công Ukraine. Argentina cần phải nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, đồng thời bảo vệ các nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất trong xã hội trước những gánh nặng từ các chính sách cải cách. Argentina đang trải qua giai đoạn kinh tế suy thoái mạnh. Ngân hàng Thế giới WB ước tính tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong năm 2024 sẽ suy giảm khoảng 2,8%, cộng thêm tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới ở mức 289%. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Tổng thống nước này phần nào giúp Argentina đạt được thặng dư ngân sách và cho phép Ngân hàng Trung ương nước này tăng dự trữ, song lại khiến nền kinh tế đứng trước nguy cơ suy thoái sâu, với sự sụt giảm đáng kể trong các lĩnh vực tiêu dùng và sản xuất công nghiệp. Bỉ sẽ cấm xuất khẩu các loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh hoặc benzen cao từ các cảng của nước này sang châu Phi nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường. Động thái này cho thấy Bỉ kiên quyết hơn với các cam kết bảo vệ môi trường bền vững. Tại châu Âu, các nhiên liệu được quản lý rất nghiêm ngặt với hàm lượng lưu huỳnh hoặc benzen bị giới hạn bởi các tiêu chuẩn do EU thông qua. Tuy nhiên, điều này không phải là quy định ở mọi nơi, tạo ra một lỗ hổng cho các công ty dầu khí. Số liệu thống kê cho thấy các quốc gia Tây Phi đã nhập khẩu khoảng 137.000 thùng dầu mỗi ngày từ Bỉ vào tháng 4. Đây là mức tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trước Bỉ, Hà Lan là một trong những quốc gia tiên phong trong việc cấm quá cảnh các nhiên liệu cực độc này tại các cảng của mình từ năm ngoái. Tại Chile, một dự án đang triển khai dùng tóc bỏ đi và lông vật đuôi để làm sạch các vết dầu loang trong nguồn nước và tại bờ biển nước này. Kết quả cho thấy nhiều bất ngờ. Nhóm nhà khoa học đã sử dụng các thiết bị dạng ống mà họ gọi là cần cầu, được làm bằng lưới và chứa đầy tóc bên trong để thấm hút dầu trong các hồ, suối, bờ biển. Các thành viên của dự án cũng dệt tóc thành những tấm thảm để làm lưới lọc. Nhờ vào đặc tính xốp tự nhiên của tóc, thiết bị này có thể làm sạch nguồn nước khỏi dầu, kim loại nặng hay thậm chí là vi khuẩn. Tại thị trấn Laguna Verde, nhóm đã đặt 4 phao và một thảm tóc vào dòng nước đổ ra biển từ một nhà máy. Hiện dự án đang hợp tác với các thẩm mỹ viện trên khắp Chile để thu thập tóc. Thưa quý vị và các bạn, dù đã có nhiều phương tiện hiện đại, nhưng xe máy vẫn phổ biến trong mỗi gia đình. Và để những chiếc xe máy có thể lưu thông an toàn từ năm này sang năm khác, rất cần kỹ năng thành thạo, đôi bàn tay khéo léo, sự cẩn mẫn của những người thợ sửa xe. Đây cũng là những hình ảnh chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong một khoảnh khắc Lào Cai ngày hôm nay. Thực ra mình cũng rất là đam mê về động cơ, về xe máy. Rất là tò mò, thế là mình cũng muốn là để trải nghiệm và cũng theo con nghề, con đường sửa chữa này luôn. Người sửa xe cần phải đức tính là cần cù, tỉ mỉ, siêng năng, kết hợp với lại kỹ thuật phải khéo. Tôi cảm thấy nghề đấy đáng được trân trọng vì nó mang lại sự an toàn khi với chiếc phương tiện của mình khi lưu thông trên đường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ, trong đó có Lào Cai, trời đều có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, chủ yếu mưa từ đêm đến sáng. Dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh vẫn chịu ảnh hưởng của dải áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, nên trời vẫn tiếp tục có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa thường kèm theo dông sét. Thời gian mưa tập trung vào đêm đến sáng sớm. Những ngày đang có mưa, người dân các địa phương cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và gió giật mạnh gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Còn bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai.
Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.